là ở đây có ai tình nguyện tham gia cái bản khảo sát này không ạ? Mình mời bạn Trần Cơ Đạt. Bạn hiểu bạn biết độ hiểu biết của bạn về những giá cả trên bảng này như thế nào ạ? Thì Đà Lạt mình á, thì kiểm tra nha khoa nó tầm VA khoa tầm tầm 1 triệu trở lên, còn cái sức khỏe tổng quát á, thì nó tầm 200.000, còn niềng răng là tầm 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 4 triệu, còn 1 giờ dọn dẹp nhà cửa thì nó tầm 80.000 đến 100.000. Còn cắt tóc thì nó tầm 45 cho đến 200 nghìn. Còn thay dầu nhớt và bôi trơn á, thì nó tầm rơi vào tầm giá là 500 nghìn đến 700 nghìn. Cảm ơn bạn Đạt. Mình cần thêm một bạn nữa để bạn Đạt sẽ chọn câu thứ hai là đáp án như thế nào ạ? Trong trường hợp nếu mình chọn trong trường hợp này thì mình sẽ chọn câu C là chi phí nhà sĩ là 600 ngàn, cách nhà 3 cây số, đợi 1 tuần cho một cuộc hẹn, không phải đợi trong phòng chờ. Vâng, cảm ơn bạn Đạt. Mình cần thêm một bạn nữa. Mình mời bạn Diễm Quỳnh. Xin chào bạn Thi. Với mình là cái kiểm tra nha khoa á, thì mình không dám chắc nữa, tại vì có lúc á thì mình chỉ tốn vài trăm ngàn, nhưng mà cũng có lúc là có thể tốn tầm giá tiền của bạn Đạt nãy nói, nên là giá cả mình nghĩ là nó không có ổn, nó không chỉ một mức giống như bạn Đạt nói. Còn kiểm tra sức khỏe tổng quát thì hình như là kiểu lâu quá nên là mình cũng không có nhớ được cái mức giá tiền đó, nhưng mà hình như nó nằm đâu tầm 600 hay 800 mấy gì đó. Còn niềng răng á thì mình chưa niềng bao giờ, nhưng mà mình thấy ở trên mạng á thì mấy bạn hay nói tầm ba mấy triệu trở lên á. Còn 1 giờ dọn dẹp nhà cửa thì mình chưa có sử dụng dịch vụ bao giờ, với lại mình cũng chưa thấy, nên là giá này thì mình sẽ không biết rồi. Còn cắt tóc thì hình như là từ 20 tới 30 thì phải á. Còn thay dầu nhớt và bôi trơn thì toàn ba mình đi thay giùm mình, nên là mình cũng không biết giá này luôn. Bạn sẽ lựa chọn đáp phương án nào trong câu thứ hai này ạ? Câu 2 thì mình sẽ chọn phương án D ạ. Tại vì là mình không muốn chờ đợi nhiều và nhổ răng không có cái oxit nitro là không có gây đau nữa. Mình hơi sợ đau ạ. Dạ vâng. Thì cảm ơn hai bạn đã tham gia cái cuộc khảo sát nhỏ này, và như các bạn đã thấy thì cái sự hiểu biết về giá cả của hai bạn này tương đối là khác nhau, và các giá cả ở trong đây nó cũng tương đối là đa dạng, và có một số các dịch vụ thì các bạn cũng không rõ và cũng chưa hiểu biết, thì vì sao dẫn tới cái hiện tượng không hiểu rõ về giá giá cả dịch vụ này, cũng như là sự chênh lệch của giá cả dịch vụ đối với suy nghĩ của các bạn. Thì trong cái phần này mình sẽ giải đáp một cách chi tiết. Thì đầu tiên, kiến thức về giá cả của mỗi khách hàng thì luôn khác nhau, bởi lẽ thì họ luôn có những tiêu chí khác nhau về việc lựa chọn dịch vụ của giá cả. Giống như vừa nãy á, thì bạn Cơ Đạt thì muốn chi phí nha khoa là 600 ngàn vì không phải đợi trong phòng chờ, và bạn Quỳnh á, thì muốn chi phí như nha khoa là 1 triệu bởi vì bạn không muốn bị đau và sử dụng oxit nitơ. Thì có rất nhiều nguyên do để khiến cho các đa dạng giá cả cho cùng một loại dịch vụ. Thì đầu tiên đó là kiến thức về giới hạn khả năng thay đổi của dịch vụ, thì sẽ tùy theo mức độ, mục đích cũng như kết quả của các loại dịch vụ mà giá của dịch vụ sẽ được thay đổi một cách linh hoạt. Giống như là một cái tour du lịch Phú Quốc như bên mình trình chiếu đây, thì cũng là 2 ngày 3 ngày 2 đêm trên cùng một người, nhưng mà có giá cả hoàn toàn khác nhau bởi vì cái nhu cầu của mình. Ví dụ mình muốn ở
mình chỉ muốn ở khách sạn 2 sao hoặc 3 sao thì sẽ có giá là 2 triệu đồng. Còn nếu các bạn muốn ăn ở khách sạn 5 sao hoặc là có những cái dịch vụ câu cá hay lặn ngắm san hô thì cái giá cả nó cũng sẽ khác nhau, rơi từ tầm 3 triệu 7. Thì các dịch vụ cũng sẽ dễ dàng thay đổi dựa theo suy nghĩ kết hợp các nhà cung cấp. Ví dụ các nhà cung cấp sẽ đưa ra những cái tour du lịch cố định và sẽ có giá cố định cho những tour du lịch đó. Nguyên do tiếp theo là các nhà cung cấp cũng không thể ước tính được giá. Giống như vừa nãy các bạn nói về chi phí niềng răng hoặc là chi phí khám răng, thì thật ra nó sẽ tùy vào cái mức độ ảnh hưởng do răng của mình. Ví dụ như niềng răng thì răng kiểu xấu quá thì sẽ có mức độ niềng răng nó cao hơn, ví dụ 30 triệu, 40 triệu. Còn nếu ở những cách nhẹ thôi thì sẽ rơi vào khoảng 4-5 triệu giống như bạn Đạt nói. Thì những cái này thì phải đợi bác sĩ thăm khám. Tiếp theo là nhu cầu của cá nhân khách hàng thay đổi. Thì trong nhiều các dịch vụ, vì khách hàng có nhu cầu khác nhau về yếu tố cấu thành sẽ đóng một vai trò quan trọng trong giá cả của dịch vụ. Ví dụ như các bạn có đi làm tóc thì độ dài tóc của các bạn sẽ quyết định vào cái giá làm tóc. Thì mình thường đi vào những cái salon thì người ta sẽ có giá cả thay đổi. Ví dụ như là nếu tóc ngắn ở trên gáy trở lên á thì giá nó sẽ khoảng 200-300 ngàn cho một lần nhuộm. Còn nếu như mà dài hơn gáy thì nó sẽ có giá là 400-500 ngàn cho một lần. Thì chúng ta cũng có thể đánh giá giá dựa theo cái nhà tạo mẫu nổi tiếng hoặc là nghiệp dư hoặc là kiểu tóc chúng ta muốn làm là ép thẳng hay uốn tóc. Cũng có thể là khi các bạn đi thuê phòng á thì diện tích phòng thời điểm trong năm hoặc là mùa xuân hoặc là mùa hạ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới giá. Tiếp theo là việc quá tải trong việc thu nhập thông tin cho giá dịch vụ. Thì không giống như mới các loại hàng hóa có đề sẵn giá ở trên sản phẩm thì dịch vụ nó làm vô hình và cũng không có giá cả hiển thị rõ ràng cho các loại dịch vụ. Thì thường thường thì khách hàng phải tự đi tìm hiểu ở trên mạng hoặc là phải liên hệ gọi điện thoại nhắn tin cho tới các shop hoặc là nhà cửa hàng bán lẻ để so sánh và đối chiếu. Việc đó thì nó cũng sẽ gây cho khách hàng một cái tâm lý lo ngại cũng như là không được tập trung cho lắm, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tìm hiểu thông tin. Hiếm khi có sự hiển thị tương tự của các dịch vụ trong cửa hàng duy nhất. Thì tiếp theo là giá không hiển thị. Trong nhiều dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, hầu hết các khách hàng chỉ biết về tỷ suất sinh lợi chứ không phải chi phí mà họ trả dưới dạng quỹ và phí bảo hiểm. Ví dụ như là chúng ta sẽ đi trả góp một thiết bị điện tử nào đó ở thế giới di động, thì thường thường cái việc trả góp thì ở thế giới di động người ta sẽ ghi giá quảng cáo là 0% hoặc là 10%. Các bạn cũng sẽ chỉ được nói sơ qua về cái giá đó hoặc là cái giá các bạn phải trả trong từng kỳ, từng tháng. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn hoặc là chúng ta tính tính kỹ hơn thì cái giá mà chúng ta phải trả nó chênh lệch rất là nhiều với lại cái giá mà các tại thế giới di động đưa ra, bao gồm cả giá làm hồ sơ, giá giá lưu trữ, giá giá để mọi người tại các chỗ bảo chỗ chỗ trả góp đó, họ liên lạc với mình á, thì nó sẽ có một mức chênh lệch rất là cao. Thì sẽ phí thẻ tín dụng được đánh giá dựa trên những gì người tiêu dùng chi tiêu, và khi khách hàng có thể biết lãi suất của họ, họ thường bị sốc với những gì họ đang chi tiêu. Thì cái đó dựa thuộc vào mình sử dụng phí thẻ tín dụng á, thì sẽ bị có cái một cái mức lời ở trong đó mà mình không thể rõ được.
Dạ, phần trình bày đến của em đến đây là hết, xin nhường phần trình bày tiếp theo cho các bạn. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Mình tên là Dũng Quỳnh. Để tiếp nối với phần trình bày của nhóm thì mình xin phép được nêu ra lý do thứ hai khiến giá dịch vụ được khách hàng cảm nhận khác so với giá của hàng hóa, đó chính là chi phí phi tiền tệ. Thì từ lâu các nhà kinh tế học đã nhận ra rằng giá tiền không phải là sự hy sinh duy nhất mà người tiêu dùng họ bỏ ra để có được sản phẩm và dịch vụ. Thì chi phí phi tiền tệ sẽ đại diện cho các nguồn hy sinh khác mà người tiêu dùng nhận thấy khi mua và sử dụng một dịch vụ. Chi phí phi tiền tệ được đề cập ở đây chẳng hạn như là chi phí tìm kiếm, chi phí thời gian hay chi phí tâm lý thì thường sẽ được đưa vào việc để đánh giá xem là có nên mua hay mua lại một dịch vụ hay không. Và đôi khi những cái chi phí phi tiền tệ này nè sẽ trở thành những cái mối quan tâm quan trọng hơn cả giá tiền. Và sau đây mình sẽ trình bày cụ thể về từng chi phí phi tiền tệ. Đầu tiên là chi phí thời gian. Thì hầu hết các dịch vụ đều yêu cầu sự tham gia trực tiếp của khách hàng và do đó sẽ tiêu tốn thời gian. Đó chính là thời gian chờ đợi và cũng như là thời gian mà khách hàng tương tác với cái nhà cung cấp dịch vụ. Hay là nói cách khác đó là bạn không chỉ trả tiền ra để nhận được cái dịch vụ này mà bạn còn đang sử dụng thời gian, và thời gian lúc này sẽ trở thành sự hy sinh để nhận được sự phục vụ theo nhiều cách. Ví dụ như là bạn đi khám mắt ở bệnh viện đi thì bạn sẽ phải ngồi chờ làm thủ tục khám bệnh rồi sau đó là tới phòng mắt ngồi chờ để gọi tên, rồi bạn còn tiêu tốn thời gian của mình lúc mà khám nữa. Hay là khi bạn đi ăn ở nhà hàng á thì ắt hẳn á là bạn sẽ sử dụng thời gian lúc mà bạn trao đổi với nhân viên nhà hàng và còn phải ngồi chờ trong lúc nhân viên chuẩn bị những món mà bạn đã yêu cầu, đúng không? Rồi chúng ta đến với chi phí phi tiền tệ tiếp theo, đó chính là chi phí tìm kiếm. Thì mọi người có thể nhận thấy rằng là giá dịch vụ hiếm khi được hiển thị trên kệ của cơ sở kinh doanh dịch vụ để mà khách hàng có thể xem xét hay là so sánh giá, cho nên đó là những cái mức giá này thường chỉ được biết đến khi mà khách hàng đã quyết định trải nghiệm cái dịch vụ. Và một yếu tố khác đó làm tăng cái chi phí tìm kiếm này lên đó, đó chính là mỗi cơ sở dịch vụ thì chỉ cung cấp một thương hiệu của một dịch vụ mà thôi, cho nên nó là lúc này khách hàng phải đến nơi đó hoặc từng nơi, hoặc là phải bắt đầu liên hệ với một số công ty để biết được thông tin giữa những người bán và so sánh giá dịch vụ. Và hiện nay là đã được tạo điều kiện và sự thực chăm sóc tận tình hơn, được khám chữa bệnh với đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, cơ sở vật chất của phòng cũng xịn hơn. Và bởi vì khách hàng phụ thuộc vào giá cả như một dấu hiệu của chất lượng, và vì giá cả sẽ tạo nên những cái kỳ vọng về chất lượng nên giá cả dịch vụ phải được xác định một cách cẩn thận. Giá cả của chúng ta ngoài việc có thể bù đắp được các chi phí này phù hợp với đối thủ cạnh tranh thì giá còn phải được xác định để có thể truyền được cái tín hiệu chất lượng phù hợp đến với khách hàng của mình. Nếu như mà bạn định giá quá thấp á, thì có thể dẫn đến những cái suy luận không chính xác về chất lượng dịch vụ. Người ta hay nói là kiểu của rẻ là của ôi ấy. Thế là kiểu như người ta có thể nghĩ là có khi nào là do khách hàng ít quá nên mới để giá thấp tới như vậy không? Thêm nữa là bạn kinh doanh chứ đâu phải là làm từ thiện đâu mà bạn lại đi định giá thấp đến mức không đủ bù đắp được chi phí kéo dài chỉ để đối đầu với đối thủ cạnh tranh lớn mạnh hơn mình. Còn nếu bạn định giá dịch vụ của mình quá cao thì sao? Thì điều này có thể tạo ra những cái kỳ vọng khó có thể phù hợp trong việc cung cấp dịch vụ. Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là khi mà bạn định giá cao sẽ khiến khách hàng có kỳ vọng cao về chất lượng dịch vụ của bạn mang lại, nhưng mà cái khả năng về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất hay những cái yếu tố khác lại không đủ đáp ứng những gì mà khách hàng đã mong đợi khi họ quyết định trả cho bạn mức giá cao như vậy. Điều này sẽ khiến họ thất vọng hơn mà thôi, kiểu giống như là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều rồi. Và cái vấn đề này nhá, có thể dẫn đến việc bạn thất bại trong việc tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Và khi khách hàng có trải nghiệm không hài lòng thì sẽ truyền miệng không tích cực với chúng ta, và tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cơ sở kinh doanh của bạn. Ngoài ra, khi mà bạn định giá quá cao á, có thể dẫn đến việc đánh mất cái nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Và cuối cùng á, chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta nên định giá dịch vụ một cách cẩn thận để có được một mức giá dịch vụ phù hợp. Mình xin tạm dừng phần trình bày của mình tại đây và nhường phần trình bày tiếp theo cho bạn Đài Trang. Xin cảm ơn Thanh và các bạn. Chào thầy và các bạn, em tên là Đài Trang, em xin được tiếp tục phần cách tiếp cận với dịch vụ định giá. Một trong những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả kinh doanh, chiến lược bán hàng và marketing, đó chính là việc thiết lập giá sao cho phù hợp. Bất kể là chúng ta bán một sản phẩm hay là một dịch vụ nào thì giá cả chính là điểm mấu chốt mà khách hàng cân nhắc nhiều nhất trước khi ra quyết định mua hàng. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bối cảnh của ba cấu trúc định giá thường được sử dụng để định giá, đó là định giá dựa trên cạnh tranh, định giá dựa trên chi phí và định giá dựa trên nhu cầu. Thì mỗi cấu trúc sẽ có những thách thức nhất định. Ví dụ như thách thức nhất định của định giá dựa trên cạnh tranh đó chính là các công ty nhỏ tính phí quá thấp để có thể mà tồn tại. Thách thức thứ hai, tính không đồng nhất của các dịch vụ hạn chế khả năng so sánh và giá có thể không phản ánh giá trị khách hàng. Về định giá dựa trên chi phí, có những thách thức đó chính là chi phí rất khó để theo dõi, nhân công không có thể tính toán và ước tính được như là nguyên vật liệu, và chi phí có thể không tương xứng với giá trị mà khách hàng cảm nhận được. Về định giá dựa trên nhu cầu thì giá tiền phải được điều chỉnh để phản ánh được giá trị của các chi phí tiền tệ và thông tin về các chi phí dịch vụ ít được cung cấp cho khách hàng. Do đó, giá cả có thể không phải là yếu tố trung tâm. Chúng ta sẽ đi vào với cấu trúc định giá đầu tiên, đó là định giá dựa trên chi phí. Thì trong định giá dựa trên chi phí thì một công ty xác định chi phí từ nguyên vật liệu, từ lao động, từ tỷ lệ phần trăm cho các chi phí đầu tư và lợi nhuận. Thì phương pháp này thường được sử dụng rộng rãi bởi các ngành, bởi các nhà bán buôn và các nhà quảng cáo. Thì mình có công thức đó là giá sẽ bằng chi phí trực tiếp cộng chi phí chung cộng với lại tỷ suất lợi nhuận. Thì chi phí trực tiếp ở đây có thể gọi là biến phí liên quan đến nguyên vật liệu và nhân công. Còn chi phí chung đó chính là định phí, và tỷ suất lợi nhuận chính là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế so với số tiền mà mình đầu tư. Vậy thì sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên chi phí này thì có những khó khăn gì? Khó khăn thứ nhất chúng ta phải gặp đó là rất khó để xác định hoặc tính toán chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, đặc biệt khi các công ty cung cấp rất là nhiều lịch dịch vụ. Ví dụ như là các ngân hàng gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian giao dịch viên hoặc là chi phí ATM một cách chính xác trên thị trường xét, tiết kiệm và các giao dịch tiền khác liên quan đến các giao dịch tiền khác để quyết định những dịch vụ nào sẽ được tính phí. Và khó khăn thứ hai đó chính là đối với dịch vụ, thời gian của nhân viên đó chính là yếu tố chi phí chính chứ không phải là nguyên vật liệu. Giá trị của thời gian của con người là không dễ tính toán và ước tính. Khó khăn thứ ba, một khó khăn khác trong hầu hết các dịch vụ là chi phí dịch vụ thực tế không thể hiện đầy đủ được giá trị của dịch vụ đối với khách hàng. Thì mình có một ví dụ đó là ví dụ như khi đi thuê một dịch vụ thiết kế website thì có rất nhiều nơi tính giá dựa trên giờ làm việc. Ví dụ như họ báo giá để xây dựng một trang web cho bạn thì cần phải mất 20 giờ làm việc.
với mức giá là 500.000 đồng một giờ. Như vậy bạn phải trả là 10 triệu đồng để có một website. Thì đó là mức giá tốt nếu như đó là một website tốt chất lượng. Tuy nhiên sẽ có nhiều người mua nghĩ rằng làm sao mà lại mất tới 20 giờ? Có khi nào người bán cố tình kéo dài thời gian của cố tình kéo dài thời gian để tính thêm phí hay không? Biết đâu họ chỉ cần có 15 giờ để hoàn thành mà họ lại báo giá là 20 giờ. Thì đó chính là cái điểm yếu của cái phương pháp này. Và cái khó khăn cuối cùng được nhắc đến ở đây đó là định giá dựa trên chi phí liên quan đến việc xác định các đơn vị mà dịch vụ được mua. Do đó thì nhiều dịch vụ được bán theo các đơn vị đầu vào hơn là các đơn vị đầu ra được đo lường. Ví dụ như khi bạn đăng ký một dịch vụ tư vấn chứng khoán thì bạn và người tư vấn đều phải bỏ ra thời gian để thực hiện dịch vụ. Nhưng mà cái bạn nhận được đó chính là lời khuyên nên đầu tư vào công ty nào, đầu tư vào mã cổ phiếu nào. Nên là việc tính phí dịch vụ sẽ được tính theo giờ. Hầu hết thì các dịch vụ chuyên nghiệp như là tư vấn, kỹ thuật, kiến trúc, tâm lý thì đều được bán theo giờ. Và mình có một số đơn vị dịch vụ thường được sử dụng hiện nay. Ví dụ như là hiện nay thì một số công ty cung cấp dịch vụ của mình theo từng gói, chứ không bán riêng lẻ từng dịch vụ. Ví dụ như các cửa hàng chụp ảnh cưới cung cấp dịch vụ chụp ảnh trọn gói bao gồm cả trang phục, make up, chụp ảnh, quay phim chứ không phải là từng dịch vụ riêng lẻ. Và phương pháp này thì giúp cho người bán cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Và tiếp theo mình sẽ cho một vài có các phương pháp định giá dịch vụ dựa trên chi phí. Đó chính là định giá cộng thêm chi định giá cộng chi phí hay còn gọi là chiến lược định giá tăng giá. Thì người bán sẽ tính các khoản chi phí cần thiết để cung cấp một dịch vụ nào đó. Thì người bán sẽ cộng thêm một số phần trăm lợi nhuận nhất định dựa trên con số chi phí đó. Ví dụ như là 15% hoặc là 30%. Phương pháp tính giá này thì rất là phổ biến đối với việc sản xuất số lượng lớn sản phẩm cho các đơn hàng có sẵn. Ví dụ như tại một xưởng sản xuất quần áo thì bạn nhận được một đơn hàng là 100.000 chiếc áo. Thì đầu tiên bạn sẽ xác định chi phí nguyên vật liệu, gia công, nhân công, đóng gói và vân vân liên quan để tổng hợp các thành chi phí sản xuất. Sau đó bạn sẽ nhân đôi cái con số này lên để làm giá bán sỉ cho các cửa hàng bán lẻ. Và tại các cửa hàng bán lẻ thì cũng sẽ nhân đôi con số này lên để ra giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp này đối với ngành dịch vụ thì khá phức tạp, vì việc theo dõi và xác định các chi phí khá là khó khăn. Phương pháp này thì thường được sử dụng trong các ngành mà chi phí phải được ước tính trước, ví dụ như xây dựng và kỹ thuật. Về phương pháp thứ hai, đó chính là phí dịch vụ. Thì đây là một phương pháp phổ biến đối với những người làm dịch vụ chuyên nghiệp như là tư vấn, tâm lý, kế toán, luật sư, vân vân. Thì cách thức thiết lập giá này thì dựa trên số thời gian mà dịch vụ được cung cấp. Thời gian sử dụng dịch vụ càng nhiều thì chi phí bạn bỏ ra càng lớn. Hay nói cách khác là thời gian chúng ta bỏ ra để cung cấp dịch vụ càng dài thì số tiền chúng ta thu lại được sẽ càng cao. Tiếp theo mình sẽ đến với cấu trúc thứ hai, đó chính là định giá dựa trên cạnh tranh. Đây là một phương pháp thiết lập giá bán bằng cách so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường để đặt ra giá cho công ty của mình. Phương pháp định giá dựa trên cạnh tranh này sẽ tập trung vào giá do các công ty khác hoặc các công ty khác trong cùng ngành hoặc là thị trường tính. Định giá dựa trên cạnh tranh không phải lúc nào cũng ngụ ý tính phí giống hệt mức mà người khác tính, mà là sử dụng mức giá của người khác để làm điểm neo cho giá của công ty. Thì cách tiếp cận này chủ yếu được sử dụng trong hai trường hợp. Đó là khi các dịch vụ là tiêu chuẩn giữa các nhà cung cấp và trong trường hợp độc quyền với một số nhà cung cấp dịch vụ. Phương pháp này thì được sử dụng ở thị trường tập trung nhiều người bán. Đối với dịch vụ tương tự như đối thủ như của đối thủ cạnh tranh thì quyết định giá của đối thủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định giá của doanh nghiệp. Giá trong trường hợp này thì được sử dụng như là một vũ khí chiến thuật để đạt được lợi thế cạnh tranh. Nếu một nhà cung cấp dịch vụ đặt giá cao hơn giá của đối thủ cạnh tranh một ít
thì họ sẽ có thể làm mất khách hàng. Còn nếu ngược lại, nếu mà họ đặt giá thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh thì lập tức đối thủ này sẽ phải giảm giá theo. Ngành công nghiệp hàng hàng không chính là một ví dụ điển hình trong việc báo giá trong ngành dịch vụ. Khi bất kỳ một đối thủ cạnh tranh nào giảm giá các tuyến đường thì những đối thủ khác sẽ khớp với mức giá và giảm dần gần như là ngay lập tức. Thì cấu trúc này có những thách thức gì? Thách thức đầu tiên đó là các công ty nhỏ có thể gặp khó khăn khi tính cùng mức giá mà các công ty dịch vụ lớn tính phí và tạo ra biên lợi nhuận đủ cao để duy trì hoạt động kinh doanh. Thì mình có một ví dụ như là nếu như một công ty lớn có thể cắt giảm được chi phí và họ giảm giá, khi đó bạn cũng giảm giá bán của mình xuống, trong khi chi phí của bạn lại cao hơn, thì như vậy chắc chắn là bạn sẽ có thể làm mất đi rất nhiều lợi nhuận và thậm chí là đối mặt với rủi ro thua lỗ. Từ thách thức này thì chúng ta nhận ra được rằng là muốn dẫn đầu thị trường thì chúng ta cần phải chủ động về mô hình kinh doanh, đặc biệt là về cả giá bán. Chúng ta phải làm sao mà cho người khác phải chạy theo mình. Về khó khăn thứ hai đó chính là tính không đồng nhất của các dịch vụ hạn chế khả năng so sánh. Ví dụ như là giá dịch vụ cho thuê xe hơi ở các thị trường địa lý sẽ khác nhau. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ đi lại và cả phụ thuộc vào cả khách hàng ở nơi đó nữa. Nên là mình khó có thể so sánh giá dịch vụ giữa các vùng với nhau. Về giá có thể không phản ánh giá trị của khách hàng. Thì người bán trong cấu trúc này thì không tính giá dựa trên kết quả mà họ giúp cho khách hàng đạt được, mà họ thường sẽ chạy theo giá của đối thủ cạnh tranh một cách bị động. Phần thuyết trình của mình đây là hết, mình xin nhường phần cho bạn khác. Dạ, em xin chào thầy và các bạn. Thì em sẽ tiếp tục thuyết trình của nhóm ạ. Là mọi người thường thấy là vào cuối những Tết á, thì giá tàu, giá xe hay giá máy bay chúng nó đều tăng. Và khi mà giá phòng khách sạn, giá phòng khách sạn ở đây là vào cuối tuần á, thì hay vào mùa du lịch thì nó đều tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Nguyên nhân chính là do nhu cầu của khách hàng tăng lên chứ chi phí không bị thay đổi. Đây chính là một cách định giá theo nhu cầu. Vậy với chiến lược này, ta sẽ thấy rằng loại định giá dựa trên nhu cầu của khách hàng sẽ chia ra thành hai nhóm tính cách. Thứ nhất là giá ít bị ảnh hưởng bởi chi phí đơn vị. Điều kế đến là định giá thay đổi theo tâm trạng của khách hàng. Khi khách hàng thay đổi thì nhu cầu của họ về sản phẩm hay dịch vụ sẽ thay đổi. Vậy chúng ta sẽ gặp những thách thức đặc biệt gì trong định giá dịch vụ như thế này? Thì một trong những cách tính để định giá dịch vụ khác với định giá hàng hóa là định giá dựa trên nhu cầu, là chi phí và lợi ích chi phí tiền tệ phải được tính vào giá tính toán, giá trị cũng nhận cho khách hàng. Thứ hai là một cách khác để định giá dịch vụ và hàng hóa khác nhau, đó là liên quan đến thông tin về chi phí dịch vụ có thể ít hoặc có sẵn cho khách hàng, làm cho tiền tệ giá cả không phải là một yếu tố nổi bật trong lựa chọn dịch vụ ban đầu như trong mua hàng hóa. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của định giá dựa trên nhu cầu là giá trị cảm nhận, giá trị mà các nhà cung cấp dịch vụ phải hiểu để họ định giá phù hợp với dịch vụ và kỳ vọng của khách hàng. Vì lý do đó mà các những nhà marketing họ luôn mô tả khách hàng xác định giá trị và thảo luận về chiến lược định giá trong bối cảnh giá trị. Như giá trị mang đến cho khách hàng là cốt lõi của hoạt động kinh doanh, là ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường hay khẳng định sẽ mang đến những giá trị X, Y, Z như thế nào cho khách hàng. Vậy đối với khách hàng, giá trị mà họ cũng nhận được từ nhãn hàng là gì và như thế nào? Thì nó được cụ thể như sau. Thường thường nó sẽ được với 4 mức. Đó là giá trị là mức giá thấp. Thứ hai, giá trị là bất cứ những gì khách hàng muốn từ sản phẩm. Thứ ba, giá trị là chất lượng nhận được tương xứng với mức giá phải trả. Thứ tư là giá trị kết quả nhận được chắc tương xứng với công sức bỏ ra. Vậy chúng ta sẽ đi làm người với 4 ý nghĩa như thế này. Ý nghĩa đầu tiên, đó là giá trị là mức giá thấp. Giá trị là mức giá thấp là một số người tiêu dùng đánh đồng giá trị với giá thật, giá thấp, cho rằng những gì họ phải từ bỏ về mặt tiền bạc là nổi bật nhất trong nhận thức về giá trị. Ví dụ thì đối với Lotte, thì khi mà họ đi ăn Lotte, họ sẽ thấy những cái giá mà được biết họ được có những cái phiếu giảm giá discount như 40%
thì họ sẽ thấy rằng dịch vụ là một giá trị. Thứ hai, giá trị là bất cứ những gì khách hàng muốn từ sản phẩm. Thay vì tập trung vào số tiền từ bỏ, một số người tiêu dùng nhấn mạnh những lợi ích họ phải được từ họ được từ một dịch vụ hoặc sản phẩm, như là kiểu dáng, màu sắc, tính năng, thể hiện đẳng cấp là thành phần quan trọng nhất của giá trị. Ví dụ như Shoe Fit, một nhãn hàng bán giày rẻ, bán giày dép đồng thời là một nơi cung cấp dịch vụ châm cứu bàn chân. Bên cạnh việc bán những đôi giày, công ty đồng thời cung cấp các phương pháp điều trị cho bàn chân, đầu gối và giảm đau các bộ phận này, làm tăng giá trị sản phẩm chủ yếu là những đôi giày một cách đột phá. Thứ ba, giá trị là chất lượng nhận được tương xứng với một cái giá phải trả. Người tiêu dùng khác xem giá trị như một sự đánh đổi giữa số tiền họ từ bỏ ra, họ từ bỏ và chất lượng họ nhận được. Ví dụ nhiều người họ muốn đến khách sạn 5 sao thì họ kỳ vọng họ sẽ nhận được những chất lượng 5 sao. Cũng như là em sẽ lấy một ví dụ điển hình, đó là Divya, một hãng kim cương lâu đời đã làm trong suốt 70 năm. Vào năm 1947, slogan của hãng là kim cương là vĩnh cửu. Nó chỉ là 5 chữ đơn giản thôi, nó chỉ là đặt 5 chữ đơn giản thôi, nhưng mà nó khiến cho khách hàng không quá ám ảnh về tiền, về số tiền họ bỏ ra. Thay vào đó, họ nghĩ đến sự đầu tư và niềm hạnh phúc trường tồn. Thứ năm, giá trị là kết quả tương xứng so với công sức mà họ bỏ ra. Một số người tiêu dùng xem xét tất cả lợi ích họ nhận được cũng như là tất cả các thành phần hy sinh như tiền bạc, thời gian và công sức. Thì khi mô tả giá trị, ví dụ là nhiều người họ đến phòng tập boxing, họ sẽ coi như là đó là rèn luyện, họ kỳ vọng vào sức khỏe của mình sẽ bền bỉ, dẻo dai hơn, và đặc biệt đối với chị em phụ nữ thì họ sẽ muốn thân thân hình mình đẹp đẹp hơn. Như vậy có thể thấy giá trị không chỉ đơn thuần là giá rẻ. Thông thường mức giá rẻ có thể giúp chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng đầu tiên một cách dễ dàng, nhưng không để đủ sức mạnh để giữ chân họ nếu chúng ta không mang lại một giá trị cụ thể nào đó. Giá trị tỷ lệ thuận với chất lượng, hay những lợi ích họ nhận thức mà khách hàng nghĩ họ nhận được, và tỷ lệ nghịch với chi phí hay giá cả. Nó giống như câu tiền nào thì của nấy của ông bà ta hay nói. Do đó để tăng giá trị mang đến cho khách hàng sẽ có nhiều cách, như là tăng chất lượng và giảm giá, tăng chất lượng và giữ nguyên giá, hoặc giữ nguyên chất lượng và giảm giá. Giá trị nhận thức của khách hàng cũng chính là mức giá trần, mức giá tối đa mà khách hàng sẵn lòng bỏ tiền ra để chi trả cho sản phẩm của mình. Như vượt mức giá này thì xác suất cao là chúng ta sẽ không bán được hàng. Có thể được xác định thông qua các công cụ nghiên cứu sau khi khách hàng được trải nghiệm, dùng thử, đánh giá sản phẩm. Ở giai đoạn đầu khi phát triển sản phẩm, chúng ta cũng có thể trình bày mô tả ý tưởng sản phẩm với khách hàng, mục tiêu và họ về mức giá họ sẵn sàng mua. Ví dụ như trên thực tế, Trang ơi quay về trước đừng nhiều quá, quay về slide trước đó. Trên thực tế thì ngay cả khi iPhone X lúc nó mới ra thì nó được định giá tới 999 USD, thì nó được coi là đắt so với nhiều nó được coi là đắt hơn nhiều so với những dòng sản phẩm trên thị trường. Thì doanh thu của Apple, nhưng mà doanh thu của Apple nó vẫn tăng theo từng ngày, biến hãng trở thành công ty Mỹ đầu tiên vượt qua cột mốc giá trị vốn 2.000 tỷ đô. Dù liên tục khiến người tiêu dùng thất vọng, nhưng hãng vẫn luôn biết giữ cách chân fan trung thành bằng cách tung ra những sản phẩm gió có phần cứng tốt và ngoại hình thu hút. Hơn hết, khi mà bạn là người dùng iPhone, khi bạn dùng những cái hãng của Apple thì bạn sẽ thấy là phần mềm của nó luôn luôn tốt, nó có và cái thuộc vào cái ngoại hình của nó luôn thu hút. Thì những người này họ sẽ tin tưởng vào Apple và họ sẽ không tìm một khoản smartphone Android nào khác như hiện nay như Samsung. Lý giải cho việc lượt giá thông minh này chính là vì thương hiệu Apple có được lòng tin từ khách hàng nhờ việc cung cấp một trải nghiệm tốt nhất và giá trị thương hiệu, ví dụ như sự tự tin, sang trọng trong từng thiết kế. Ngoài việc không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, Trang ơi có slide đi, giảm giá thành marketing còn kết hợp giá trị cảm nhận vào định giá dịch vụ để gia tăng hình ảnh thương hiệu trong tiềm thức khách hàng, cũng góp phần quan trọng trong giá trị nhận thức. Thì khách hàng thì họ thì những nhà marketing họ luôn biết kết hợp giá trị cảm nhận vào định giá dịch vụ. Ví dụ nhận thức của người mua về giá trị sẽ thúc đẩy sự bằng lòng một mức giá cụ thể một dịch vụ, đó là khách hàng sẵn sàng trả căn cứ vào những lợi ích họ có được từ việc tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu áp dụng phương pháp này, cần cân nhắc những lợi ích có thể mang lại cho khách hàng và định giá của khách hàng về những lợi ích đó, chứ không phải là các đặc tính của sản phẩm. Thứ hai, điều quan trọng nhất mà công ty phải làm và
thường là một điều khó khăn là ước tính giá trị cho khách hàng bởi các dịch vụ của công ty. Nếu công ty hoặc dịch vụ mang lại cho khách hàng có lợi ích rõ rệt, được họ chấp nhận và định giá cao thì bạn có thể cạnh tranh hơn so với đối thủ, do đó có thể đề nghị khách hàng mức giá cao tương xứng với giá trị dịch vụ hoặc dịch vụ mang lại. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng như có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với khách hàng tiềm năng là những người ngại khổ với giá và giá tạo ra một khoảng trống thị trường cho các đối thủ mới. Thì em sẽ lấy ví dụ như là các sản phẩm giống nhau được sản xuất bởi công ty An Phước, nó cùng với dây chuyền sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng những chiếc áo sơ mi. Trang ơi có slide đi Trang. Đó là những chiếc áo sơ mi nó có thể là giống nhau, đều là một hết, nó đều là sơ mi caro và có giấy tay ngắn hết. Nhưng mà đối với của BA Cạch Điên á, khi mà nhãn mác nó là một hãng của BA Cạch Điên thì nó tới là 2.032.000, thì còn chiếc áo của An Phước thì nó chỉ có giá 965.000. Ta sẽ thấy được là giá của BA Cạch Điên nó sẽ gấp đôi so với giá An Phước. Nhưng mà tại sao giá BA Cạch Điên, nhưng với cái giá đó thì BA Cạch Điên họ vẫn bán được với rất là nhiều sản phẩm, bởi vì do là sự khác biệt, đó là do là vì người ta sẽ thấy được cái giá trị vô hình mà sản phẩm của BA Cạch Điên có thể mang lại cho khách hàng lớn hơn của An Phước. Dạ, phần thuyết trình của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy và các bạn, em tên là Bảo Hân, em xin được thuyết trình phần tiếp theo của nhóm. Thầy Đúng rồi, là cái bạn vừa trình bày xong là Đài Trang hả? dạ Ngọc Huyền. À, Ngọc Huyền nha. Ok, cảm ơn. Về phần chiến lược định giá liên kết với bốn định nghĩa giá trị, thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để tiếp cận định giá dịch vụ phù hợp với từng định nghĩa trong bốn định nghĩa giá trị sau đây. Đầu tiên, chiến lược định giá khi khách hàng cho rằng giá trị là giá rẻ. Thứ hai, chiến lược định giá khi mong muốn của khách hàng là giá trị là tất cả những gì tôi muốn ở một dịch vụ. Thứ ba, chiến lược định giá khi mong muốn của khách hàng là giá trị là chất lượng tôi nhận được mức giá mà tôi đã. Thứ tư, chiến lược định giá khi mong muốn của khách hàng là giá trị là cái mà tôi nhận được từ cái mà tôi bỏ ra. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chiến lược định giá khi khách hàng cho rằng giá trị là giá rẻ. Khi mà một sản phẩm được bán với giá giảm đặc biệt, chẳng hạn như là khi chúng ta giải phóng hàng tồn kho, hoặc khi khách hàng nhận được chiết khấu, hay là khi khách hàng được sử dụng phiếu giảm giá hoặc là tận dụng ưu đãi giảm giá một lần, thì lúc này khách hàng sẽ có cảm giác là đang nhận được giá trị. Thì khi mà giá tiền là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị đối với khách hàng, thì công ty sẽ chủ yếu tập trung vào giá cả. Để thiết lập giá dịch vụ trong định nghĩa giá trị này, nhà tiếp thị phải hiểu khách hàng, biết mức giá khách quan của các dịch vụ trong danh mục này ở mức độ nào. Sau đây là một số cách tiếp cận định giá cụ thể thích hợp khi khách hàng xác định giá trị là giá rẻ. Thì có bốn yếu tố, đó là chiết khấu, định giá lẻ, định giá đồng bộ và định giá thâm nhập. Thì đầu tiên là về chiết khấu. Thì chiết khấu đây là một trong những phương pháp được sử dụng trong marketing nhằm kích thích sự mua sắm của người tiêu dùng. Thì cái hình thức này thường được người tiêu dùng ưa thích bởi vì họ luôn cảm thấy rằng họ sẽ nhận được sản phẩm với một cái mức giá hời và mang lại hiệu quả nhanh chóng cho doanh nghiệp. Chiết khấu thường được sử dụng trong kinh doanh nhưng bản chất là một chiến lược marketing về giá của sản phẩm. Thực chất thì chiết khấu là việc giảm giá niêm yết của một sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với một tỷ lệ phần trăm nhất định. Ví dụ là khi mua một đơn hàng 1 triệu sẽ được chiết khấu 10%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được 100.000 đồng nếu như mà bạn mua một đơn hàng có giá trị là 1 triệu đồng từ doanh nghiệp. Tiếp theo là định giá lẻ. Thì định giá lẻ là một chiến lược định giá dựa trên tâm lý, phản ứng tích cực của khách hàng nhằm tăng nhu cầu bằng cách tạo ra một ảo tưởng về giá trị nâng cao cho người tiêu dùng. Việc định giá số lẻ như vậy thực chất là một chiến thuật tâm lý đánh vào tâm lý của khách hàng với giá cả sản phẩm. Ví dụ là một sản phẩm thì có giá là 200.000 đồng, nhưng ở đây thì lại có thể thiết lập về giá là 199.000 đồng.
thì thay vì để các giá sản phẩm ở mức giá chẵn thì chủ cửa hàng có thể thiết lập giá cho sản phẩm kết thúc bằng các số lẻ để tạo cảm giác cho khách hàng rằng cái sản phẩm này nó có giá rẻ hơn. Bằng cách đánh lừa thị giác khách hàng thì cái phương án thiết lập giá số lẻ hoàn toàn đem lại hiệu quả tương đương với các chiến dịch khuyến mãi. Việc giảm giá ở một mức rất nhỏ cũng khiến khách hàng cảm thấy hài lòng. Tiếp theo là định giá đồng bộ. Thì đây là việc sử dụng giá cả để quản lý nhu cầu đối với một số dịch vụ bằng cách tận dụng mức độ nhạy cảm của khách hàng đối với giá cả. Việc định giá đồng bộ như vậy sẽ có khác sự khác biệt về chênh lệch về vị trí, thời gian, số lượng và khuyến mãi. Thì đầu tiên là định giá theo vị trí. Thì chúng ta có thể nhìn ở ví dụ này là chúng ta có thể thấy được là giá vé khi mà chúng ta ngồi ở cái khu vực VIP nó sẽ mắc hơn là khi chúng ta ngồi ở những cái khu vực còn lại. Tiếp theo là định giá về thời gian. Thì định giá về thời gian có nghĩa là giá ở đây sẽ được định khác nhau trong cùng một sản phẩm ở những khoảng thời gian khác nhau trong năm, trong tháng hoặc là trong ngày. Ví dụ là khi đặt phòng khách sạn thì giá phòng của những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ sẽ có mức giá cao hơn so với những ngày bình thường. Tiếp theo là Lotteria sẽ giảm giá cho các phần ăn vào khung giờ buổi trưa. Về định giá theo số lượng thì chúng ta có thể hiểu là khi mà mua sắm một sản phẩm với một số lượng lớn, chúng ta sẽ được giảm giá hoặc mua với một cái mức giá ưu đãi. Về định giá theo khuyến mãi thì ở đây có một cái ví dụ là Vinamilk có một cái chương trình là khi mua một lốc sữa sẽ được tặng một chén sứ hoặc là hũ thủy tinh. Thì qua ví dụ trên chúng ta thấy các chương trình khuyến mãi mang đến những lợi ích hấp dẫn, điều này sẽ làm kích thích sự mua hàng, điều này sẽ làm kích thích khách hàng mua sản phẩm của chúng ta. Doanh nghiệp có thể sử dụng các chính sách giảm giá, tặng voucher hoặc là quà tặng để định giá cho sản phẩm. Tiếp theo là định giá thâm nhập. Thì đây là một chiến lược mà trong đó các dịch vụ mới được giới thiệu với giá thấp để kích thích việc dùng thử và sử dụng rộng rãi. Thì cái chiến lược này sẽ phù hợp với những doanh nghiệp ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới muốn thu hút khách hàng và gây sức ép đối với các đối thủ cạnh tranh khác để giành thị phần. Ví dụ như là Grab là một ứng dụng gọi xe công nghệ tại Việt Nam, thì khi mà mới xâm nhập vào thị trường Việt Nam thì Grab đã sử dụng cái chương trình khuyến mãi với giá rất là ưu đãi nhằm kích cầu thị trường. Nhờ chiến lược này mà Grab hoàn toàn thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ của khách hàng Việt Nam, và chính cái điều này cũng giúp Grab vươn lên dẫn đầu trong ngành. Tiếp theo là chiến lược định giá khi khách hàng cho rằng giá trị là tất cả những gì tôi muốn ở một dịch vụ. Thì khi khách hàng quan tâm chủ yếu đến các giá trị nhận được của một dịch vụ thì giá tiền không phải là các mối quan tâm chính. Các chiến lược định giá thích hợp ở đây đó chính là định giá uy tín và định giá hớp ván. Thì đầu tiên là định giá uy tín. Qua slide đi Trang. Đầu tiên là định giá uy tín. Thì cái chiến lược này còn được gọi là định giá cao cấp và định giá xa xỉ. Thì chiến lược định giá uy tín này sẽ được áp dụng khi mà các cái doanh nghiệp định giá sản phẩm của họ ở mức cao để thể hiện sản phẩm có giá trị cao, sang trọng và cao cấp. Việc định giá uy tín này tập trung vào giá trị cảm nhận sản phẩm của khách hàng hơn là giá trị thực tế hay chi phí sản xuất. Các sản phẩm thời trang và công nghệ thường được định giá theo chiến lược giá này bởi vì tính chất của chúng được các thương hiệu hướng đến là sự sang trọng, độc quyền. Phương thức định giá này phù hợp với các thương hiệu cung cấp các sản phẩm sang trọng dành cho đối tượng khách hàng cao cấp như là trang sức, dịch vụ lưu trú của khách sạn hay là điện thoại. Ví dụ như là chi phí để sản xuất một chiếc iPhone X tương đương là khoảng 9 triệu đồng, nhưng mà khi mà chào giá bán, Apple bán chiếc sản phẩm này khoảng 20 đến 30 triệu đồng cho một sản phẩm tại Việt Nam. Thì để mà lý giải cho điều này, doanh nghiệp áp mức giá cao cho sản phẩm bởi vì hình ảnh thương hiệu. Nhưng mọi người thường nghĩ là iPhone là biểu tượng cho dòng sản phẩm điện thoại cao cấp. Nếu như mà áp mức giá cho sản phẩm quá thấp, hình ảnh nhận thức về thương hiệu từ công chúng có thể bị tổn hại, có thể khiến một bộ phận khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm hay là dịch vụ của hãng.
Tiếp theo là định giá hấp váng. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản về chiến lược này, đó là doanh nghiệp sẽ đặt mức giá cao nhất có thể trong giai đoạn mới xâm nhập. Khi mà mức tiêu thụ giảm xuống hoặc là hàng hóa của các đối thủ xuất hiện nhiều hơn thì công ty lại giảm giá để thu hút thêm khách hàng ở giai đoạn thị trường thấp hơn. Ở chiến lược này thì khách hàng sẽ quan tâm đến việc có được dịch vụ hơn là chi phí của dịch vụ, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ lướt qua những khách hàng sẵn sàng trả giá cao nhất, áp dụng cho các sản phẩm công nghệ cao, độc đáo, độc quyền. Ví dụ như là iPhone 11 khi ra mắt có giá là 21 triệu 990 nghìn đồng cho phiên bản dung lượng là 16 GB. Thì sau nhiều tháng, hiện tại khi thị trường đang chào đón iPhone 12 thì mức giá của iPhone 11 bản 16 GB đã giảm xuống chỉ còn 17 triệu 990 nghìn đồng. Dạ, phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Em xin nhường phần tiếp theo cho bạn Huyền. Dạ, sau khi mà bạn Hân trình bày về hai cái chiến lược đầu thì em sẽ tiếp phần đó nói về hai cái chiến lược cuối cùng, đó là giá trị là chất lượng mà tôi nhận được từ cái mức giá mà tôi đã trả, và giá trị là cái mà tôi nhận được từ cái mà tôi bỏ ra. Đầu tiên thì tìm hiểu về giá trị là chất lượng tôi nhận được từ mức giá mà tôi đã trả thì chất lượng và giá cả là điều mà khách hàng không thể bỏ qua. Bởi vậy mà các nhà tiếp thị cần hiểu được chất lượng có vai trò như thế nào đối với khách hàng chung và từng nhóm khách hàng nói riêng. Và đây là cách qua qua slide đi chị. Và đây là các nhà tiếp thị xác định. Thứ nhất đó là định giá theo giá trị, và thứ hai là định giá theo phân đoạn thị trường. Về định giá theo giá trị, nó là việc thiết lập giá chủ yếu dựa trên cái giá trị cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm hay là một cái dịch vụ nào đó. Mọi cải tiến hay là tính năng bổ sung nó đều dựa trên cái mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Tập hợp một cái gói dịch vụ mong muốn cho nhiều nhóm khách hàng và sau đó định giá thấp hơn chi phí một mình. Với cái chiến lược này thì nó mang lại một cái lợi ích rõ ràng và được đánh giá cao từ phía khách hàng. Và bên cạnh đó thì cũng có tiêu cực khi mà những cái khách hàng tiềm năng, thường là những cái người nhạy cảm về giá cả, sẽ tạo một khoảng trống cho các đối thủ tiếp cận. Thứ hai, về định giá theo phân đoạn thị trường thì việc phân đoạn thị trường sẽ dễ tiếp cận những đối tượng có giá trị nhất và đạt được mục tiêu kinh doanh. Việc định giá phân đoạn thị trường thì nhà tiếp thị sẽ đưa ra các cái mức giá khác nhau cho từng nhóm đối tượng có mức nhu cầu về dịch vụ riêng. Nó thể hiện được độ co giãn của cầu theo giá khác nhau và mong muốn chất lượng cũng khác nhau. Dựa trên những cái danh mục khách hàng để định giá, bởi một số nhóm khách hàng sẽ khó trả giá đề xuất. Và các nhà doanh nghiệp khi sử dụng phân khúc thị trường nhận ra không phải tất cả các phân đoạn sẽ có những cái nhu cầu cơ bản với mức giá thấp. Bên cạnh đó thì còn có nhóm sẽ có những cái mức nhu cầu cao hơn và mức giá cũng cao. Và sau đây mình có một cái ví dụ, bước qua slide lại đi. Đó là ví dụ như có một cái nhà hàng nó đáp ứng cái tiêu chuẩn cơ bản của những cái khách hàng với mức giá ổn, thì bên cạnh đó còn kết hợp thêm những cái vòng VIP với không gian thoải mái, có máy điều hòa, đồ nội thất đẳng cấp và cũng về mẫu mã cũng như là chất lượng. Và chiến lược cuối cùng đó là giá trị là cái mà tôi nhận được từ cái mà tôi bỏ ra. Thì là giá trị không chỉ là cái lợi ích mà họ nhận được mà bao gồm cả thời gian, công sức và tiền bạc mà họ bỏ ra. Và một số cách đến nhau thì sản phẩm này nó sẽ có lợi. Đây là việc mà doanh nghiệp sẽ xả được cái hàng tồn kho mà vẫn thu lại được cái mức giá trị tương đương khi mà bán kèm cùng với cái sản cùng với các sản phẩm khác, với mức giá thấp hơn tổng giá niêm yết của các sản phẩm nằm trong gói đó. Ví dụ như là khi mà mua một cái máy lọc nước ở điện máy xanh thì sẽ tặng thêm một con qua slide trước đi Trang. Về định giá bổ sung thì nó có ba cái chiến lược liên quan, đó là định giá cố định, định giá hai phần và dẫn đầu về tổn thất.
Về định giá cố định thì sẽ đưa cái mức giá cố định cơ bản và sau đó cung cấp một cái dịch vụ ngoài cần thiết để sử dụng. Còn đối với định giá hai phần thì nó được chia thành hai phần, đó là giá khi sử dụng trong mức cơ bản và giá khi sử dụng vượt mức. Về phần phần tiêu dùng trong mức cơ bản, định giá sẽ thấp để kích thích khách hàng mua dịch vụ và lợi nhuận chủ yếu nằm ở phần tiêu dùng vượt trội. Còn đối với dẫn đầu về thua lỗ thì các nhà bán lẻ sẽ cung cấp một cái dịch vụ quen thuộc với mức giá thấp hơn thị trường, với cái thời gian đầu sẽ chấp nhận là mình sẽ bị lỗ vốn. Và khi khách hàng biết được đến cái sản phẩm bên mình sẽ cung cấp các kiểu dịch vụ cao hơn để tăng vị thế cũng như là thu lời và bù lỗ. Cuối cùng đó là định giá dựa trên kết quả. Thì đối với dịch vụ thì kết quả là quan trọng nhất, nhưng thực chất giá trị là kết quả của dịch vụ. Ví dụ như là trong một cái trong cách giải quyết vấn đề khi mà gặp sự cố với khách hàng thì người ta sẽ quan tâm đến cái cách xử lý của mình có hợp tình hợp lý và sẽ được lòng của khách hàng hơn hay không. Và hình thức này được sử dụng phổ biến, đó là định giá dự phòng. Thì đây là cái quá trình mà khoản phí được tính tùy thuộc vào kết quả nhận định và được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ chuyên nghiệp như là dịch vụ pháp lý hay là dịch vụ tư vấn. Sau đây em xin tóm lược những cái điểm chính của chương này, đó là ba điểm khác biệt chính giữa đánh giá của khách hàng về dịch vụ và hàng hóa. Điểm thứ nhất là khách hàng thường có cái giá tham khảo không chính xác hoặc là hạn chế cho các dịch vụ. Khách hàng có thể so sánh và lúc đó các bạn có thể tạo ra được, định được những mức giá mà nó tạo ra cho các bạn nhiều cái khả năng để mà sinh lời hơn. Thì đấy là một vài những cái điểm mà thầy tóm lược lại sơ như vậy để cho các bạn hình dung. Thì bây giờ các bạn sẽ có những cái câu hỏi cho cái phần trình bày này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho nhóm, sau đó thì chúng ta sẽ nhóm sẽ trả lời thêm. Đầu tiên thì mời bạn Kim Thiên Trang. Dạ em chào thầy, em là Thiên Trang đến từ nhóm B và em có câu hỏi cho nhóm bạn, đó là làm cách nào để khách hàng cảm thấy họ không bị mua đắt và bạn sẽ phản ứng như thế nào khi khách hàng nói là giá của em đắt quá. Em xin hết. Rồi, một câu hỏi. Nhóm đã theo dõi câu hỏi được rồi đúng không ạ? Dạ rồi thầy. Mời bạn Quỳnh Hoa. Dạ chào thầy, em là Hoa đến từ nhóm H ạ, và có câu hỏi cho nhóm bạn là khi mà định giá theo nhu cầu thì cái nhu cầu của khách hàng là cái không ổn định và luôn thay đổi theo tâm trạng, vậy thì khi mà khách hàng thay đổi nhu cầu thì có những phương pháp nào để có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng ạ? Ok, nhóm đã dò câu hỏi của bạn Quỳnh Hoa chưa? Dạ rồi ạ. Ok, còn ai có câu hỏi gì nữa không các bạn? Không đúng không? Rồi, nhóm suy nghĩ và trả lời cho hai câu hỏi vừa rồi để chúng ta kết thúc và sau đó các bạn giải lao và chúng ta sẽ vào tiếp với cái chương 16. Làm cách nào để khách hàng cảm thấy họ không bị mua đắt và sẽ phản ứng như thế nào khi mà khách hàng nói giá của em đắt quá? Thì đầu tiên thì em sẽ hỏi cụ thể khách hàng là họ đang so sánh giá của mình với lại giá của sản phẩm nào trên thị trường. Tại vì thường sẽ có nhiều trường hợp là khách hàng nói câu hỏi này theo phản xạ để tìm cách giảm giá mà không dành thời gian ra để tìm hiểu những sản phẩm của mình. Từ đó thì mình có thể biết được khách hàng có thật lòng muốn mua hay không, hay là chỉ đơn giản là đi khảo giá để tìm được nơi bán rẻ nhất. Và nếu như mà khách hàng nói ra sản phẩm của các công ty khác thì mình sẽ giải thích sản phẩm của mình có những cái vượt trội hơn về lợi ích
về chất lượng, về giá trị đối với những sản phẩm của công ty khác. Và về giá bán cao hơn thì đó là vì chất lượng và sản phẩm dịch vụ của bên mình sẽ tốt hơn. Vì vậy thì khách hàng sẽ hiểu được là tiền nào của nấy thôi. Vậy em xin hết. Bạn Thiên Trang có ý kiến gì không ạ? Mình có cùng ý kiến với bạn. Em xin trả lời luôn câu hỏi của bạn Quỳnh Hoa ạ. Ok, trả lời tiếp câu hỏi thứ hai đi. Em xin trả lời của bạn Quỳnh Hoa ạ. Là như tùy thuộc thì bạn muốn hỏi là phương pháp nào mà để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào những mà nhu cầu, tùy thuộc vào từng ngành nghề và tùy thuộc vào từng cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là Tiki là một trong thương hiệu điện tử đang làm tốt trong việc được đạt được sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Tiki cung cấp lộ trình giao hàng cụ thể cho từng người để người mua có thể theo dõi một cách rõ ràng nhất. Thì ngoài ra Tiki còn đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng bằng việc là dùng Tiki Now giao hàng trong việc 2 giờ để khách hàng có thể nhận xét và sử dụng những mặt hàng đang cần lập tức. Và thứ hai là như là một số siêu thị của Việt Nam như là Big C, như là đồ thì họ sẽ là đáp ứng mong muốn của khách hàng có thể mua đồ với số lượng lớn mà không phải suy nghĩ về việc phải mang về như thế nào. Thì một số siêu thị này họ đã đáp ứng đó là việc giao miễn phí và hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng. Đó là những phương pháp cụ thể mà tùy thuộc vào mục đích kinh doanh hay mục đích sinh hoạt cá nhân, việc xác định đúng nhu cầu của khách hàng là đáp ứng những nhu cầu này chắc chắn mục đích tối đa hóa hiệu quả bán hàng. Do đó để xác định đúng nhu cầu khách hàng chúng ta cần có những phương pháp cụ thể ạ. Dạ em xin bạn Quỳnh Hoa có ý kiến gì không ạ? À, mình cảm ơn câu trả lời của bạn Dạ em xin cảm ơn thầy và các bạn. Nếu mà em phần thuyết trình của nhóm em đến đây là hết ạ. ạ. Ok, xin cảm ơn cái phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của nhóm. Nhóm trưởng của nhóm mình là bạn nào vậy nhỉ? Nhóm trưởng là Diễm Quỳnh ạ. Diễm Quỳnh hả? Ok, rồi các bạn tạm giải lao, khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Xin mời các bạn nghỉ.